Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần tin tức tổng hợp quốc tế. Thưa quý vị, Công an thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc tuần trước thông báo về vụ án hy hữu trên mạng xã hội WeChat. Kẻ trộm đột nhập vào một căn hộ ở Phúc Kiến và đập chết hai con muỗi. Hành động này đã vô tình để lại vết máu giúp cảnh sát truy tìm tung tích đối tượng nhờ vào ADN. Theo đó, cảnh sát vào ngày 11 tháng 6 nhận được tin báo về vụ trộm đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có giá trị tại một căn hộ ở Phúc Châu. Khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ phát hiện tên trộm đã đột nhập vào căn hộ từ ban công. Sau khi vào được bên trong căn hộ, người này đã nấu mì trứng để ăn trước khi đốt hướng mũi, đắp chăn của chủ nhà và ngủ qua đêm. Cảnh sát tìm thấy xác hai con mũi dính máu còn rất mới trên tường phòng khách. Họ nhận định vết máu đó là của nghi phạm và gửi đi xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm cho thấy ADN từ vết máu trên xác mũi trùng khớp với ADN của một người đàn ông họ trai. Nghi phạm bị bắt vào ngày 30 tháng 6 và thừa nhận thực hiện vụ đột nhập trên cũng như bốn vụ trộm khác. Nhiều người bình luận dưới bài đăng của cảnh sát Phúc Châu bày tỏ bất ngờ trước việc cảnh sát dựa vào bằng chứng trên xác mũi để tìm nghi phạm. Một số người đã để lại những bình luận vô cùng hài hước bên dưới bài đăng như là Đó là sự trả thù của loài mũi, tôi đã sai khi nghĩ chúng vô dụng. ADN là công cụ quan trọng hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc phá án. Cảnh sát tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, hồi tháng 6 đã bắt một phụ nữ ném lõi ngô từ nhà cao tầng, trúng đầu một em bé 8 tháng tuổi sau khi trích xuất ADN từ mẫu nước bọt trên lõi ngô. Bera, thị trấn nhỏ ở bang Rajasthan, Ấn Độ, nổi tiếng là nơi duy nhất trên trái đất có cộng đồng người và loài báo hoa mai chung sống một cách hòa thuận. Khi loài người đi khai hoang, xâm lấn đến những khu vực rừng núi chưa có người ở, xung đột giữa con người với những loại động vật nguy hiểm như là báo là điều không thể tránh khỏi tuy nhiên có một nơi mà con người và báo hoa mai đã chung sống hòa thuận không một chút xung đột trong ít nhất một thế kỷ nơi này chính là thị trấn bera còn được biết đến với cái tên vương quốc của loài báo đây là nơi có mật độ báo hoa mai cao nhất trên hành tinh những ngọn đồi nhấp nhô cánh đồng rộng lớn và hang động mát mẻ nơi đây đã tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho loài báo hoa mai Chúng cũng thích nghi với sự hiện diện của con người, kiểm soát bản năng săn mồi để cùng chung sống với con người. Theo báo cáo thì có khoảng gần 100 con báo đang sống trong và xung quanh thị trấn Bera. Tuy nhiên, giới chức chưa ghi nhận vụ việc nào cho thấy loài báo tấn công con người trong suốt 100 năm qua. Chỉ có duy nhất trường hợp một bé sơ sinh bị báo hoa mai vồ nhiều năm trước, nhưng ngay sau đó thì con báo đã bỏ lại đứa trẻ và chạy vào sâu trong rừng. Vậy điều gì đã làm nên sự khác biệt của thị trấn Bera? Theo người dân địa phương thì hầu hết họ là thành viên của Rabari, bộ tộc chăn cừu di cư từ Iran qua Afghanistan đến Rajasthan từ 1.000 năm trước. Điều này đã hình thành cho họ cách đối xử ôn hòa với các loài động vật hung dữ. Bộ tộc Rabari rất tôn thờ thần Shiva của đạo Hindi. Và họ coi loài thú dữ như những vị thần hộ mệnh của mình, ngay cả khi những con thú này bắt vật nuôi của người dân trong làng. Khi số lượng báo hoa mai ngày càng tăng, chính quyền đã tổ chức các gói đi săn, tham quan ở Bera. Vì vậy mà ngày càng có nhiều nhà động vật học, nhà thám hiểm hoặc khách du lịch đến đây trong những năm qua để khám phá vùng đất kỳ lạ này. Và loài báo này chưa từng tấn công ai. Ngoài công việc trông trọt và chăn cừu, người dân của bộ tộc Rabari vô cùng hoan nghênh các hoạt động du lịch vì nó cung cấp thêm nguồn thu nhập cho họ đàn ông địa phương được các tổ chức du lịch thuê làm người bảo vệ, thông báo về sự xuất hiện của loài báo. Số khác làm hướng dẫn viên, nhà tự nhiên học vì họ hiểu rõ khu vực này. Ông Dilip Singh Deora, người điều hành một sở thú hoang dã tại địa phương, nói với The National khi báo hoa mai tấn công gia súc của bộ tộc Rabari, cộng đồng này sẽ không chống lại kẻ săn mồi. Họ tin rằng thần Shiva sẽ ban tặng nhiều gia súc hơn nữa. Và họ coi việc gia súc bị giết là lễ vật dâng lên thần linh. Anh Dierat Mali, phóng viên ảnh về động vật hoang dã ở Bera, người đã tìm hiểu về loài báo hoa mai ở địa phương này trong nhiều năm, tin rằng những con thú trong khu vực cũng đã thích nghi với sự hiện diện của con người và dần trở nên ít săn mồi hơn. Báo hoa mai là một phần của cuộc sống hàng ngày ở Bera. Những con vật này rất hòa hợp với con người. Du khách có thể nhìn thấy chúng ở bất kỳ đâu, chẳng hạn trên những tảng đá quanh 10 ngôi làng của thị trấn. Những con báo hoa mai thậm chí còn lang thang trên đường phố. Ông Deora cho biết thêm rằng nhiều khách du lịch đã bị sốc khi nhìn thấy những con báo đi lại quanh ngôi đền trong làng một cách tự do, thậm chí gần những vị linh mục đang làm lễ. Nhưng đây là cách cuộc sống diễn ra ở Bera. Cuộc sống hòa thuận theo một cách đặc biệt này giữa con người và loài báo chắc chỉ có ở Bera. Tại những khu vực khác trên khắp Ấn Độ, con người và loại vật này vẫn thường xảy ra xung đột và các cuộc chạm trán thường kết thúc bằng đổ máu. Một cô gái 24 tuổi sống tại bang Gujarat, Ấn Độ, tên là Kasama Bindu, đã quyết định sẽ kết hôn với chính mình Kasama Bindu nói rằng cô không muốn kết hôn nhưng lại muốn được mặc váy cô dâu nên đã đưa ra quyết định đặc biệt này. Kasama tốt nghiệp ngành xã hội học, hiện làm nhân viên tuyển dụng cấp cao của một công ty tư nhân. Bố mẹ cô đều là kỹ sư, trong khi hầu hết các cô gái đều mơ ước về một chú rể mặc bộ đồ vest nắm chặt tay mình trong lễ đường thì Kasama lại khác, cô tìm được chú rể của đời mình là chính mình. Việc chuẩn bị hôn lễ của cô gần như đã xong, cô thậm chí còn đặt một chiếc váy lehenga, bộ váy truyền thống cho riêng mình và phát thiệp cưới tới bạn bè. Trên thiệp cưới chỉ có tên cô dâu. Trước đó cô từng dành rất nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ chấp nhận quyết định của con gái. Được biết đám cưới với chính mình của Kasama Bindu là đám cưới đầu tiên ở Ấn Độ với hình thức này. Thông tin về đám cưới của cô gây ra rất nhiều tranh cãi. Dù xu hướng tự kết hôn với mình đã xuất hiện cách đây nhiều năm và trở thành trào lưu của giới trẻ ở nhiều quốc gia, nhưng ở Ấn Độ thì khái niệm này còn khá mới mẻ. Cô gái 24 tuổi cho biết sẽ tuân thủ tất cả các khâu trong hôn lễ giống như một đám cưới truyền thống của người Hindu, đến lời tuyên thệ và cả tuần trăng mật. Về mặt pháp lý thì các chuyên gia ở nước này cũng cho rằng việc thực hiện cưới chính mình là không hợp pháp ở Ấn Độ. Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã kiện con trai ra tòa, yêu cầu hai vợ chồng con trai phải sinh một đứa cháu trong vòng một năm, nếu không sẽ phải trả cho họ khoản tiền trị giá gần 650.000 đô la Mỹ, là tương đương với 15 tỷ đồng. Theo đó, ông Sanjeev và bà Sathana Prasad, hai phụ huynh trong câu chuyện trên cho biết, họ đã vắt kiệt tiền tiết kiệm để nuôi dạy con trai và chi trả cho đám cưới xa hoa của con và bây giờ họ muốn hoàn vốn. Trong đơn khởi kiện lên tòa án ở thành phố Haridwar, bang Uttarakhand, Ấn Độ vào tuần trước, ông Sanjeev và bà Sathana cho biết con trai của họ đã kết hôn được 6 năm nhưng đôi vợ chồng này vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Ông Sanjeev cho biết nếu vợ chồng ông có một đứa cháu để ở cùng thì ít ra chúng cũng giúp ông bà vơi bớt nỗi buồn. Theo The Times of India, cụ thể ông Sanjeev và bà Sathana yêu cầu được chi trả 50 triệu ruby là tương đương với 646.000 đô la Mỹ, bao gồm chi phí tiệc cưới ở khách sạn năm sao, một chiếc xe hơi sang trọng trị giá 80.000 đô la Mỹ và chi phí cho tuần trăng mật của vợ chồng người con trai ở nước ngoài. Cả vợ chồng Sanjeev và Sathana cũng chi 65.000 đô la Mỹ cho con trai học làm phi công ở Mỹ, nhưng cuối cùng thì anh ta quay về Ấn Độ và thất nghiệp. Thông tin thêm trong đơn khởi kiện, ông Sanjev và bà Sathana cho biết họ cũng đã phải vay nợ để xây nhà và giờ đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Chưa kể đôi vợ chồng già còn gặp nhiều vấn đề về tinh thần vì chỉ có hai vợ chồng sống với nhau. Ấn Độ có truyền thống lâu đời về những gia đình nhiều thế hệ. Theo đó, ông bà, cháu trai, cô và chú thường sống trong cùng một hộ gia đình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng này đã thay đổi. Ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ không muốn sống cùng cha mẹ và người thân. Và trong trường hợp của gia đình ông Sanjeev và bà Satana, con cái của họ chọn sống riêng và đi làm thay vì sinh con và ở cùng nhà quê quần bên cha mẹ.